Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Cho mình hỏi nha, ở đây có bạn nào yêu thích nước Anh không ta? Đã bạn nào đi du lịch ở Anh hay chưa? Hãy comment để chia sẻ lại kinh nghiệm đó cho mọi người cùng biết với nha. Các bạn thân mến, Anh Quốc là một địa điểm mà hầu như ai cũng muốn một lần được đặt chân tới đúng không nào? Nơi có những lâu đài cổ nghìn năm, những công viên kiến trúc xa hoa bậc nhất, những vùng đất tráng lệ đẹp mê hồn. Nhưng nước Anh cũng là một đất nước rất tôn trọng quy tắc và luật lệ mà các bạn cần tuyệt đối ghi nhớ để tránh những rắc rối đáng tiếc xảy ra nhé. Vậy thì đó là những luật lệ nào đây? Ngay bây giờ hãy cùng mình khám phá 10 luật cấm ở Anh và những điều kỳ lạ nhất khiến cả thế giới sốc nặng các bạn nhé. Thứ nhất, không được phớt lờ việc xếp hàng. Đối với đất nước chúng ta, các bạn, xếp hàng là một điều nên làm đối với những người có văn hóa. Tuy nhiên, đây không phải là điều bắt buộc quá khắt khe đúng không? Nhưng mà tại Anh nha, xếp hàng là một nét văn hóa đầy thiêng liêng. Người Anh rất tôn trọng và nghiêm túc với việc này các bạn. Dù đang vội bất cứ chuyện gì nha, họ cũng sẽ kiên nhẫn xếp hàng và đợi đến lượt. Trong tình huống có thể xếp được nhiều hơn một hàng, ví dụ như có 3 quầy thanh toán cạnh nhau chẳng hạn, thì người Anh cũng sẽ chỉ xếp thành một hàng mà thôi. Người tiếp theo trong hàng sẽ tự động tiến lên quầy trống. Ý thức xếp hàng của người Anh là rất cao, nhưng họ cảm thấy tự hào vì điều đó. Nếu không tranh, cố tình cắt ngang nha, hoặc là chen ngang hàng á, thì bạn sẽ ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý, cho sự bất mãn của những người xung quanh. Đến lúc đấy có mà ngượng đỏ mặt luôn các bạn ha. Trời ơi, tìm một chỗ mà chui xuống thôi thiệt sự. Không riêng gì nước Anh đâu, tại Việt Nam của chúng ta, dù đến bất cứ đâu như là siêu thị hay là quán ăn, nhà hàng á, các bạn cũng hãy nhớ xếp hàng nha. Tiếp theo, một điều luật về mấy em thú cưng mà bạn phải nhớ đây nè. Thứ hai, bắt buộc mang túi đựng phân chó dự trữ. Có bạn nào đang nuôi những em chó đáng yêu thông minh hay không nào? Nhưng mà dễ thương thế thôi, nhưng mà ngày nào đi dọn phân của tụi nó cũng mệt lắm các bạn ha. Nếu như ở Việt Nam chúng ta các bạn, thường á là mình sẽ cho mấy con pet giải quyết nỗi buồn bằng cách là chiều chiều dắt nó đi hóng gió, tiện thể cho em nó xả ở những bồn cây trong công viên hoặc là bãi cỏ trên đường luôn. Và chính điều này đã làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, người nào mà không để ý ha. Dám bép vào một cái thì thôi rồi luôn, mùi hương nồng nàn của quánh quẩn vào người của mình. Nhưng mà tại Anh thì sẽ không bao giờ có chuyện này đâu nha. Bạn có thể dắt thú cưng đi dạo nhưng bắt buộc phải mang theo túi đựng phân chó dự trữ. Thậm chí có hẳn một điều luật cho điều này luôn cơ đấy. Theo hội đồng Daventry, Northamptonshire quy định mức phạt lên đến 100.000 bảng, tương đương với 3 triệu đồng tiền Việt của mình á, cho những người dẫn chó đi dạo mà không mang theo túi đựng phân chó. Điều này có nghĩa là nếu như họ đã dùng hết một túi rồi, họ vẫn sẽ bị phạt nếu bị bắt gặp không mang theo thêm một chiếc dự trữ. Một đất nước lịch thiệp như Anh Quốc không thể chấp nhận được tình trạng đường phố lúc nào cũng thoang thoảng mùi khai, mùi hôi thối được đâu. Điều luật này ban hành nhằm nâng cao ý thức của mỗi người dân trong việc chăm sóc thú cưng và bảo vệ môi trường nữa các bạn ạ. Rất đáng để học hỏi đúng không? Thế nên, có dắt các em boss đi dạo ở Anh thì nhớ phải mang theo túi đựng nha. Nếu như bạn không muốn mất tiền một cách lãng xẹt vì mấy cục shit lăn lóc và bốc mùi nha. Điều luật tiếp theo sẽ khiến bạn bật cười luôn nè. Thứ ba, cấm gõ cửa chạy trốn. Việc bọn trẻ con hàng xóm nghịch ngợm hay bấm chuông cửa trêu đùa là một điều hay xảy ra tại đất nước chúng ta đúng không? Nhỏ tôi cũng vậy mà. Nhưng mà người lớn cũng chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, dọa nạt hay cùng lắm là cầm roi vụt cho mấy đứa một trận nhớ đời mà thôi. Tuy nhiên, ở Anh Quốc các bạn, điều này lại là vi phạm pháp luật nha. Đám trẻ con nghe xong chắc chắn sẽ khóc thét, mặt mày xanh lét cho mà xem nè. Tại Anh, theo đạo luật cảnh sát đô thị 1854 quy định hành vi cố ý trêu đùa và làm phiền nơi có dân cư cư trú bằng cách kéo hoặc là rung chuông cửa hoặc là gõ cửa là không có lý do hợp lý thì sẽ phạm pháp. Vì thế, những đứa trẻ nghịch ngợm có thể bị phạt đến 500 bảng Anh, tương đương khoảng 1,5 triệu đồng. Đúng là trẻ con nghe thơ vô số tội các bạn ha. Tưởng hả, một trò trêu đùa vô hại, nhưng rất tai hại là khác. Vì bấm chuông cửa để trêu đùa thật sự là khiến người lớn rất khó chịu. Nhà ai có trẻ con nhớ dạy dỗ điều này cho tụi nó cẩn thận các bạn nha. Tiếp đến các bạn, một điều cấm khá là kỳ lạ luôn, đảm bảo các bạn phải há hốc mồm luôn nè. Vô! Thứ tư, cấm hỏi mượn người lạ tiền lẻ để trả phí xe. Nói thật chứ, tất cả chúng ta đều làm như thế này mà, đúng không? Trong trường hợp chúng ta đổ xe tại một quán ăn hay siêu thị xong rồi mới bất ngờ phát hiện chết rồi, quên mang theo tiền lẻ để mua vé, thế là xử lý bằng cách là xin mỗi người 1.000-2.000 để trả. Hết sức là bình thường. Một điều hết sức là bình thường như vậy, như việc giúp đỡ nhau mà thôi, đúng không các bạn? Ấy vậy nha, người Anh không cho đó là điều bình thường đâu. Họ nghĩ rằng á, khi mà hỏi mượn tiền một người lạ thì sẽ được xếp vào hành vi ăn xin. Điều này có trong đạo luật về người lang thang ra đời năm 1824 rồi. Nếu vi phạm, bạn sẽ phải đối mặt với hình phạt đi cải tạo trong vòng 1 tháng. Rồi tuy khá vô lý nhưng cũng rất thuyết phục các bạn. Đừng có dại dột mà xin tiền lẻ ở Anh nha. Tiếp đến, một thói quen hết sức là văn minh của người Anh nè.
Thứ năm, hãy nói xin lỗi. Thông thường chỉ khi làm sai một điều gì có lỗi hay là nhỡ buông lời cay đắng làm tổn thương người khác, chúng ta mới nói câu xin lỗi. Đôi khi lời xin lỗi lại rất là khó mở miệng ra để nói nữa chứ. Tuy nhiên á các bạn, tại Anh Quốc nha, người dân lại rất thích nói sorry, xin lỗi. Thậm chí ngay cả khi họ chẳng phải mắc lỗi gì hết trơn á, họ vẫn cứ nói thế thôi. Và điều này là một nét văn hóa thiêng liêng của người Anh nha, điển hình cho cách cư xử lịch thiệp, sự khiêm tốn và nhường nhịn. Thiệt là đáng học hỏi đúng không các bạn? Có bao giờ các bạn đã mắc phải lỗi lầm gì hay chưa? Bạn có dũng cảm nói lời xin lỗi không? Comment chia sẻ cho To Be Today tôi được biết vậy nha. Tiếp đến, một điều mà các bạn cần phải lưu ý trong giờ tiếp nè. Thứ 6, đừng bắt chuyện với người lạ. Nói chuyện với người lạ xem ra cũng là điều bình thường mà các bạn ha. Sao kỳ ta? Nhưng ở Anh á, điều này sẽ khiến cho người khác khó chịu lắm nha. Nếu như bạn muốn hỏi đường á, nói xin lỗi hoặc cả hai thì hoàn toàn không sao cả. Tuy nhiên, nếu cứ cố khơi gợi những chuyện vặt vãnh để nói như là à, chị tên gì, nhà chị đâu, làm nghề gì, chị có người yêu chưa, đẻ mấy con rồi, vân vân mây mây. Trời ơi, tin mình đi ha, bạn sẽ nhận được ánh mắt kỳ lạ và sự im lặng của người Anh đấy. Đa số họ đều rất thấy phiền toái với những câu hỏi như thế này. Người Anh cho rằng đây là sự xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân, không thích hỏi đâu. Đặc biệt là trên các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt hay tàu điện ngầm nha, nơi mà họ chẳng tránh ra khỏi được bạn. Nếu cứ tiếp tục làm nhảm, họ cảm thấy tức giận đấy các bạn. Đừng thể hiện sự thân thiện bằng cách cố bắt chuyện với người Anh nha, họ không hề thích điều này đâu các bạn à. Nếu bạn nào đang có ý định di cư, sinh sống ở Anh thì nên nhớ kỹ đừng bắt chuyện với người lạ các bạn nha. Tiếp theo các bạn, một điều cấm cần nhớ khi xem các chương trình thể thao nha. Thứ 7, không được reo hò khi xem thể thao. Trời ơi, gì kệ vậy? Rõ ràng là những khi mà xem những trận bóng đá nảy lửa quyết liệt giữa hai đội, chúng ta thường reo hò hết cỡ để cổ vũ hay là ăn mừng chiến thắng cho đội tuyển mình yêu thích, đúng không? Thế nhưng điều đơn giản này lại là điều cấm ở Anh các bạn ơi. Người Anh nổi tiếng là có cách cư xử lịch thiệp, nhã nhặn mà. Bạn không nên reo hò hay là la hét quá mức khi xem thể thao với họ đâu. Vì người Anh cho rằng nha, đây là một cách cư xử rất xấu và thiếu phép tắc. Các bạn nên chú ý điều này nha. Kỳ ha, có xem thể thao thôi mà cũng nhiều luật lệ quá trời luôn á. Chứ ở nước mình mọi người thấy không, mọi người thích tụ tập đông người đi xem bóng đá nào, uống bia rồi cổ vũ cho không khí náo nhiệt quá trời luôn á chứ. Nhưng mà trong bối cảnh Covid như hiện nay, tốt hết là thôi các bạn nha. Bóng đá hay bóng chuyền gì thì cũng ai ở nhà nấy cho nó lành nha. Điều cấm tiếp theo nhất định các bạn phải lưu ý đấy nha. Thứ 8, không mang đồ vật giá trị bên người. Ở một thành phố lớn như London, Anh Quốc, người ta đã cảnh báo khách du lịch là phải chăm sóc tài sản cá nhân của mình, không bao giờ để túi sách mở hoặc là ví của bạn trong túi quần sau. Khi đến đây cần phải cẩn trọng mọi lúc mọi nơi vì 1 mét vuông chụp thằng ăn trộm là có thiệt các bạn. Không chỉ mỗi Anh Quốc đâu nha, mà đi bất cứ nơi nào các bạn cũng nên là bảo quản và giữ gìn tốt tài sản cá nhân của mình nhé. Tránh trường hợp mất những đồ giá trị đáng tiếc mà không thể nào thay thế được. Đừng biến chuyến đi Anh Quốc của mình thành thảm họa các bạn nha. Tiếp đến, một điều cấm nghe thì vô lý nhưng là hết sức thuyết phục đây. Người cấm đút tay vào túi quần khi nói chuyện với cảnh sát Anh. Anh Quốc là một quốc gia có tình hình trật tự an ninh rất tốt trên thế giới các bạn ạ. Hệ thống camera giám sát có mặt ở khắp mọi nơi, từ tàu điện, xe buýt, các tòa nhà cho đến mọi con đường luôn. Vì thế, nếu vi phạm giao thông hay làm gì mà vi phạm, đừng thắc mắc tại sao cảnh sát lại hỏi thăm các bạn nha. Tại Anh, nếu gặp cảnh sát thì bạn tuyệt đối không được đút tay vào túi quần. Chính hành động đó đã khiến cảnh sát nghi ngờ bạn đang có khuất tất, giấu vũ khí vào túi quần nhằm chống đối, phản kháng lại họ đấy. Trong trường hợp này, bạn phải tuyệt đối hợp tác nha, nghe theo mọi mệnh lệnh của cảnh sát, tuyệt đối không làm điều gì thừa thãi nếu không muốn bị ăn đạn luôn đấy. Các bạn ơi, nếu như muốn sống tốt ở Anh Quốc thì bạn nên xem kỹ video này và học thuộc lòng những điều cấm này nha, nhập gia phải tùy tục thôi mà. Có những điều có thể là nghe có vẻ hơi vô lý chút xíu nhưng vẫn phải tuân thủ theo thôi các bạn à.
Các bạn thân mến, video của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bạn có biết thêm những lệnh cấm kỳ lạ nào ở Anh Quốc nữa hay không? Hãy comment cho tôi được biết cho nha. Và đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhất nha. Một lời cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng tôi. Hẹn gặp lại ở các video sau nha. Bye bye. Những bạn nào thích trải nghiệm, muốn khám phá thêm thật là nhiều điều thú vị và kỳ lạ từ Đông Tây Kim Cổ tới khắp các quốc gia trên thế giới thì hãy nhanh tay đăng ký, theo dõi kênh Nghiện Khám Phá của chúng mình ngay và luôn nhé. Có rất là nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi các bạn đấy. Vô luôn nào! Thank you.